Ok, có lẽ anh em nay chơi thử game mới kỵ sĩ và gã khổng lồ. Giờ này vì cũng mà xong con lưu ít gấp rồi, anh bữa tối cũng rảnh rỗi lắm, thằng ra có thời gian chơi game trả bộ giờ trước cầm bùi lắp sành trước, luôn luôn vô mọi game như thế. Lâm là cái hiệu ứng chói chói ánh sáng nên bật lên, audio thì không biết là lớn bé lý tính. Này là sao ta? Keyboard and mouse hay là định hướng chuột ha? Bật đi, sâu đao, ngôn ngữ tiếng Anh. Giữ để tấn công. Không biết, nên để đó. God mode là chế độ như mình bất tử hay dị thần á. Lúc AD FV. FV E8, cho. Chưa kết nối gần cho nên không có chỉnh. Camera gung nữa. Không có gung đâu. Cái này tốc độ hồi thoại được chơi, con này trước tôi tính chơi demo mà chưa có thời gian chơi. King Arthur need never know that I'm to blame, that it was I who unleashed the abomination upon Camelot, that Con này là nhà I viết sử học thế vậy. responsible for the destruction of his kingdom. Rồi, cái chữ nó But không the có lặp lại. noble blood of the knights of the round table is on my hands and mine alone. Oh, but no, this is no fault of mine. It was the knights who meddled with a Chả hiểu power gì cả. they did not, nay, could not comprehend. A power that was mine by right. And for their folly, they now lie dead. The kingdom is... the less said, the better. And I'm saddled with fixing the whole mess. Why is it always me? I is on my It all began with that accursed, ruinous artifact. The Holy Grail. The knights were to bring it to me. How was I to know... That gaggle of blundering brutes would jab it with their stabby sticks. Anh chiến binh đi lấy về cái khóc vĩ đại của người khổng lồ à? I suppose in hindsight, perhaps I could have warned them of the dangers. But I digress. Behold, a great beast emerged from the Grail, birthed by the void itself. So what? Said I. No biggie. And then it began its terrible work. It cut through the knights as a hot knife through butter before Uống mấy ngụm cà phê mà nó vẫn chưa nói xong. Upon Cái video thì độ phân giải nó là thấp luôn. Biết là thích ta. Yes, Biggie, because I happen to live there. We've all read the tales. The valiant hero in shining armor swoops in to save the day. This is no such tale. Even our stalwart king paled before the might of the void. Thus it fell to the great and magnanimous Merlin, who imposed his mastery over the Grail, and returned the void giant from whence it came to the Merlin black theo truyền thuyết là một trong những pháp sư vĩ đại nhất. The stars, người đã giấu khứ thứ khứ mà người cũng lộ về hố đen vũ trụ. Of course, nothing in my life has ever gone to plan. Why would this be any different? Camelot was funneled into the astral dimension as well. The knights of the round have fallen. Yet I have the power to return just one. So, it falls to you. Arise. Yeah. Arise, King Arthur. Raise high your blade. Restore the glory of Camelot once and for all. Rồi xong đó. Chả hiểu gì mấy, nhưng thôi, con game này thì không cần cái cuốn chuyện đâu. Cứ coi như nó bình nó theo đi. I said arise, king, and restore glory. Five more minutes. Thêm 5 phút nữa đang ngủ. The glory of Camelot cannot tarry even for five more. Up now, I said. Rồi, ok ok, đừng hỏi nữa. What did I drink too much? Mình uống hơi nhiều tối qua rồi. Mày chết rồi. This doesn't look like him. Your time has not yet come.
Regrettably, thời gian the không còn nữa. Anh em được chiến sinh rồi đó. My knights have fallen. And furthermore, it appears my you resurrect. It's that. Did you resurrect my knight? It's not so simple as that. For the moment, giờ mình đóng vai kỹ sĩ à? Getting your can you walk? You will need to find a way out of the. Rồi. Tìm đường đi về cái phòng ghét. À, cái hiệu ứng giữ chuột rồi đánh là. Ta chỉ chuột luôn chứ không cần là phải lướt lướt như nãy đâu. Đúng ra giữ chuột thì nó khỏe hơn. Con chuột hơi nó có vấn đề dữ lắm mày. Chắc cây được không? Merlin, I can't get through this crack. Mình không biết được vượt qua cái dốc này. Leo lên thôi. Đây. Tôi nhìn thấy cái đó là thấy game này hơi bị khó đó nha. Đát thì có thể né được luôn. Cái đạn luôn. Mình có thể nhấn tab để teleport trong bất kỳ mà cái khu vực map nào. Ok. Vậy đâu phải nhớ cái trang bị đồ rồi. Chỉ là mình chỉ tele được khi cái căn phòng đó đã dọn sạch rồi. Như đây mình tele qua đây nè. Khi mình tele thì nó sẽ vô vị trí cái vòng tròn này. Cá hộp được không? Được luôn. Chả có gì cả. Nó do mình đập chơi. Mà tôi cũng chả biết gớt cái đồ gì trong cái này đó. Gì đây? Không có gì cả. Có một viên tinh thể triệu hồi. Con này giống với con xà lam nhá. Xà lam hệ mà thổ. Thế là cục viên đá biết chạy à? Trong nó không có thân thiện cho mấy. Sao cục đá lại không thân thiện? I think the magic of the astral. Đó là phép thuật, à, nó là game. Astral Merlin, you see I. Đấm nó thôi. Ê da. Out. Ow. Okay. Okay. The exposition. The rock is hitting me, Merlin. Your magic. Đấm tao. What just happened to Excalibur? Excalibur is. Anh đặt cái bộ đồ rồi. I think it broke when that giant. We can fix Excalibur. What for now? Attack the monster and protect yourself. Không có kiếm đánh nó bằng gì? Rồi. Động cái gì? Đen tu tu ghi ổn mà. Ủa quên, lỡ kiếp tiêu rồi. Đi ra, đi ra. Để cho mình những viên ngọc vàng cái sử dụng để nâng cấp cái viên chiều và cái thanh đích cho bui. Ngọc linh hồn thì có thể mà mua item từ mà thư gia tạo ông này đó. Đó, ngọc linh hồn mình đấm bể cục đó là ra thôi. Dọn xong căn phòng thì nó tự bể hay vậy. Cái này qua cái đun mới có hồi máu nữa. Your Majesty. I sense a might. Đúng. Chưa dĩ nhiên đến boss đâu không có. You. My memory is hazy. But you're the one responsible. I will make you. Tôi sẽ khiến mày phải trả giá. Tôi đâu vô xong đẩy vô con boss. Wow. Okay. Actually, you don't look like you have anything inside. Your Majesty, I do. Mình nói chung là bém nó thôi chứ gì. Rồi cái góc nhìn trên xuống là. Ê! Ê! King Arthur không bao giờ bỏ chạy trước kẻ thù. Còn một máu à. Cái tốc độ đó thì sao mà né được. Không thấy chết một lần nữa đâu. Rồi end game, chúng ta phá đảo game rồi. Ok bye bye anh em. Đây, chẳng xin gì rồi. Chuyện gì xảy ra? Camelot. Về nào. À ông này ông chơi cái phép mà dịch chuyển tướng thời kéo mình về. Rất là vui. Sao mà xếp phép nó không thường xuyên hoạt động được. What in the name of the architect this is?
Yes, Your Majesty. However, I hate to inform you that Camelot is no longer. Please. Nhìn xung quanh đây. À, đây còn nhiều đây đó. Cái thành đổ nát. Merlin. Welcome. Áp chè lên sao? I calculate we'll be here for a. What? I'm sure you have. Yes, but we can't dilly dally. A giant resides just outside of Camelot's border. Mấy khổng lồ nó xung quanh cái khu vực này. I need to get back there. Very well. Before you go, I implore you. Đi lấy cái bức tượng mà chứng minh để làm cái gì đó. Nếu có câu hỏi gì thì cứ đi gặp ông này mà hỏi. Cái này chắc mấy nhân vật của mình quá. Lancer là chắc mấy thanh niên cầm thương. Sao nó tròn ủng vậy nó? Rồi, chết thiệt là chứ không phải chết giả nữa. Mở vui như cây không mà kiểm giác nó delay dữ đó. Rồi, đi thôi. Vấn đề là mình phải tìm được cái anh Ectobuy đó. Có cái thanh vũ khí và cái thanh mà kỹ năng. Cái ô chứ. Bây giờ làm gì? Chém người gơm hả? Chuột phải là kêu kêu đâu à đây tốc độ tấn công thì giảm xuống nhưng mà đam tăng lên rất là nhiều. Kêu này là kêu sấm sét dội sét xuống. Kêu này là cái dòng lửa tăng tất cả chỉ số luôn. Tử kêu này ô tầm xa luôn. Vũ khí hệ lửa đó. Mình có thể trang bị duy nhất là một cái vũ khí và một cái bộ kỹ năng thôi. Cái kiểu của mình có thể nâng lên. Đập nhau đi nói nhiều quá. Cho tôi ra chiến trường. Đây khám phá cái khu rừng. Con gà nó nè. Game này nó bựa bựa lên mà tạo hình mấy con quái vật. Nhìn nó cũng buồn cười hết. Quái đầu kìa đây. Ôi ê da. Có 16 máu thôi nha. Và cái đuôi nó hỏi không ta? Cái gì xảy ra đó? Có một cái bàn tròn ở ngay chính giữa mà có thể tương tác với nó không? Tự nhiên tương tác được rồi, không tương tác được thì để ra làm gì? Nhấn F. Vị vua của tôi ngày thấy những cái gì? Mấy cái nâng cấp. À nó có màu xanh dương với màu xanh lá nè. I reached out to one of them and I feel a surge of power. A blessing. Could there so some explosion? I will explain, but if you found other round table, you can access the blessing of the night. Cầu nguyện cho các bà chiến binh ở các cái gì thôi mày cho. Nó sẽ cho anh gom của mình của cái sức. Tất nhiên màu xanh lá thì không chọn rồi. Đâm độc 10. Tốc độ tấn công. Trăm trăm bát đam là mấy cái vụ nổ à. Vụ nổ thì sao đâu. Tôi không biết cái xanh dương với cái xanh lá nó có xịn đâu không. Chứ xanh lá là nó có đâm độc thì khá là ngon đó. 10 đam mà kéo dài 5 giây. Tốc độ đánh thì 5% thôi. Thử cái này à. Chọn sao. À để chuột vô. Thì nó sẽ vô đâu đó. Dưới à. Mình có thấy cái thấy cư dân của cái dương chiều này để tới đó thì nó sẽ có yêu cầu cái gì đó để nâng cấp. Sao nãy giới thiệu em eo tập eo đẹp lắm mà đưa ra mình thấy an toàn ở đây có nguy hiểm không? Có nguy hiểm thì cũng không có là gì với cái bố của tôi nhưng nó không thể so với cái mà sức mạnh của ngài được.
Merlin sẽ tay đeo cọc bạn chứ gì, và có thể bảo vệ cái gì đó. Lò rèn của tôi là của bạn. Rồi, anh điện này có cái lò rèn thì chắc sau này cho mình mấy cái đồ đạc trong đó đó. Cái gì đây, giống cái đuôi nữa vậy, không vô được. Ủa, có cái màu tím ở đây là sao ta? À, có gì nữa không? Có màu tím trên bản đồ nè, chắc là chỉ vị trí NPC nãy thôi. Trời, tôm tép ép một cái tượng gì của bò đó, có thể nói chuyện xuyên qua bức tượng. Bò là cái nãy mình chọn cái phiêu phép của nó đó, thì bức tượng như một cái cộng đồng nhá, cùng với bọn dân tộc này. Rồi kiếp đi giới thiệu hoài. In the likely event that the knights passed away. Actually, the sun doesn't. À, tìm thấy cái này thì có thể cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện liên quan đến cái gì? Ồ. Cái siêu dùng lửa này là phải cái siêu nãy của mình không? Quăng thêm một cái nữa, cái này là màu vàng, chắc nghĩ mạnh lắm đó. Phạm vi tăng 50%. Quăng một mũi kiếm. Chắc đau enemy là không lẽ là nó tự động đuổi theo luôn. Tôi nghĩ là lấy tầm đánh đây. Có tầm đánh xa thì mình giữ khoảng cách được. À, đánh mấy nó cũng có ngọc nha, mình được 19 ngọc rồi đó. Đây đây đây, gái đây. Wow. Morgana hả? Morgana có cánh đen nhá. Không biết nói chuyện lắm. Nhưng cái gì? Cần phải trả giá để có được cái phép thuật ma tâm tối này. Cầu nguyện. Cái giá trao đổi thôi. Được cái gì? Được cái gì? Được cái gì chứ kiếp trên đó? Bấm vô đâu đi coi. Chết rồi, bấm lộn kêu à. Nó có cái chấm màu tím ở trên bản đồ. Chấm này chắc là cái địa chỉ mình tele thôi thôi. Tôi chưa biết nãy được cái gì nữa. Lỡ bấm tab nè. Cái này là để mình hồi máu lại thôi. Mỗi hồi máu thì chỉ có thể sử dụng một lần trong nguyên cái chiến đường của mình đi. Mới mất không máu à, nên sẽ không xài này. Mình có thể tele bất cứ lúc nào. Đây là bắt đầu có hai đường rồi nè. Khi tấn công thì mình đứng chậm lại, nên thành ra tốc độ quá nhanh thì cũng không có ổn cho nó. Rồi nó dọn sạch nhà của cái ông thương nhân rồi. Máu đồng xu chiến binh là gì đó, 40 cái mà màu tím này mới đổi được một đồng xu chiến binh. Máu thì hồi được 4 máu à. Ok, bye bye cụ. Ê, cái nấm nó nhảy rồi. Ở cái đâm độc của tôi sao không thấy đâu. Cậu ấy. Màu vàng.
cơ tơ áp tắt 20%. Có cơ hội cơ tơ áp tắt ra tất cả các hướng. Buôn đam nữa hả? Buôn 50% cơ hội, 100% khi mà trên cái kiếm này là sao ta? Giết hết mỗi lần nó công 15 đòn thì nó giết là cái này màu đỏ cái này màu vàng, tôi không biết cái nào là nó cao hơn. Mỗi 0.35 giây trong 3 giây. Lấy cái này đi. Cái này á, hai cái này á thì nó cố định mình có hiểu hiểu được. Còn cái này mình chưa biết thì nên tăng ở cái này coi nó làm sao. Nó cho mình cơ hội đánh ra nhiều hướng mà đánh nhiều hướng là cho. Đi thôi. Con còn quá gì đó hả? À đây nè. Ê! Trời, nó nhảy liên tục luôn. Đây có mấy cục đá nè. Game vụ nổ gần với quân địch. Giết đam 50%, thêm 2 lưỡi dao. Cái này có 10 đam mà nên tôi nghĩ nó không có ý nghĩa. Ôi vãi, ít 3 luôn nè, súng 3 nòng. Ủa vô đây đi đâu nữa? Đâu còn chỗ nào mình có thể đi đâu, chỉ có cái đường đi lên này thôi. À nó mở nè, hồi nãy nó để mấy cục đá. Ít ba mà đánh hụt không thì cũng như không à. Hình như mấy con cục đá nó hệ thổ nên là nó không bị dính độc. Mấy con nắm lùn phi vũ khí đó nó nhảy liên tục luôn không? Tôi cảm giác là hai cái nhánh nhỏ này nó hơi bí yếu. Ủa cầu nguyện gì đâu. Cái đường này giống cái đường đến boss. Lũ đạn nó đến thiệt. Boss lên cái nấm. Đau. Đây. Cái gì? Phải. Ôi 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 ôi. Lũ đạn cũng dính cái à. Cái giá. Còn hai máu. Game khó vãi nha. Trông khó khăn hết. Địch thì có vẻ bự đó, nhưng mà nó chưa phải người khổng lồ đâu. Not unlike the portal that you used back in Camelot to send me out here, Merlin. I see. Unfortunate. Đây chỉ là một cái phần của khu rừng để mình đi qua thôi. Why? Do your little feet? Do you comprehend who? Yes, you can use the portal. Có thể sử dụng cái đó là để đi về an toàn. Đây, cổng di chuyển này. Đi đâu? Hai máu rồi, có hồi máu không trời? Thôi rồi rồi, không có hồi máu rồi. Đổi màn hình nó trên nè. Rồi quái nó quá trâu rồi. Mấy game kiểu này thì tôi chơi kém lắm nha. Giờ cả này không có chơi được nữa. Bây giờ đi kiếm cái hồi máu thôi.
Cái này đánh xong rồi nó trả cái gì anh vậy? Gì đây? Cái gương hả? Peter Pan đây đó hả? Giờ chết chị, ai đó? Nó đang tụng kinh niệm Phật rồi đó. Mình có muốn thử thách không? Còn máu đâu thử thách. Thuộc phần mạng sống của mình đó nha. Thôi ơi, bao quay. Ê da, một máu. Đừng. Một máu mấy ông cốc ơi. Ơi. Mới có quay một đó hả? Ây da. Đủ rồi, đứa trẻ. Trả lời ta đi. À không, nó mở rồi, nó mở rồi. Tôi tính đâu ba quay như vậy. Còn có một máu à. Nói chuyện gì được không? Không trả lời, tao sẽ bọc mày đó. Mày không phải làm gì từ ta đâu. Giết nó thôi. Nó thì chắc là nguy hiểm đó. À, hành ít cho bui là xuyên quang này luôn. Cái này là người đưa tin thì không thể bị hạ gục đâu. Nó chỉ là cái hình bóng đứng đó thôi. Bán máu rồi anh ơi. 26 mình giàu rồi. Cái gì đây? Đảm cộng 100. Bút kéo dài 5 giây. Khi mình là nhận đam. Giết 20%. Cơ hội tôn cho cái đòn tấn công bình thường 25%. Này là sao ta? Mua thử cái rồi. Đấy, nó mới hiện cái gì đó. Y B B B B. Đây. Máu quân địch trừ 10%. Đây tổng góp trừ 10 luôn. Cái này cơ hội là 20% bắn qua 4 hướng. Cộng 2 lý do. Đam mà quân địch một lượng nhỏ khi mình lăn. Đam thì 30. Nó là 50 của cây kiếm này. Đó, có máu rồi đó. Quên đó, đập nhà ông già này coi có đồ gì không. Đó, ống ngọc luôn. Ôi ơi. Ê, chị Biên. Rồi nãy giờ tôi quên xài cái khiêu chuột phải không? Mà cái khiêu đó tầm gần quá. Rồi mất thêm máu nữa, vớ vẩn. Cái khiêu chuột phải mình chỉ xài tầm gần thôi, nên là hơi bất lực một chút. Biết gì nãy chọn cái khiêu kia không? Quái đâu ra đây? Chết. Ây da, ây da. Trời, đánh nó bể ra mấy con nhỏ nữa. Mất máu. Mất máu là tài năng dữ lắm rồi đó. Nãy giờ nó không cho mình nâng cấp cái gì hết, nó chỉ cho mình tiền thôi.
Cái này cái đài phun nước để hồi máu. Nào mất máu mình quay về mình hồi. Boss con bà nó này. Ủa tiền mình đâu ta? Tiền mình là 150. 150 có thể quay về kia mua được cái gì không? Cái gì mà ghen thấy ghê vậy ông cụ? Mua được cái này thôi. Nên cắn máu không ta? Trong một đợt ghen thì tôi không biết nó là có cái mạng này hay là qua cái mạng nào đó. 16 máu, boss nó đụng nhẹ chứ không chết. Thôi không xong rồi. Gặp mau cai nữa. Cái thứ vái này như một ngọn núi có thể di chuyển. Đúng là người khổng lồ. Ê! Ê! Nó còn nổ nhỏ nữa kìa. Trời ơi. Nó gọi để ra nó chứ. Đùa nhau à. Cái khiêu gì nó vậy? À gọi để rồi. Tính đâu nó thả mấy cái vòng như con nãy. Một pháo rồi. Hẹo. Game khó gì ai chơi được. Cúp gắt cái gì là available. Đạt được một cái nâng cấp này. Gà. Rồi nó chết rồi phải không? Phải trở về cái chỗ này đó. Nghe cũng cho 4 năm. Rất là may mắn. Tình mệnh của mình gắn liền với cái vùng đất này. Đây mình bỏ được cái thời gian rồi nãy nè. Kiểu này là phải nâng cấp sức mạnh thì mới đánh được mấy con đó chứ. Độ khó nó cao quá thì bó tay. Cái kiểu X3 nãy thì cũng được. Bây giờ nhiệm vụ của mình là defense con á. Nhìn nó dễ ăn gạo bắn cười. Mình sẽ lấy cái bộ kiểu của con này. Nó giảm tốc độ mà giảm thêm tốc độ di chuyển nữa chứ. Chỉ là tăng thêm có 10 đam thôi. Trong khi cái này tay dài nó lại ngon hơn. Không biết sau này thì nó có nâng cấp cái gì không. Này là dạng tutorial của mình. Vậy thằng này nó đã khôi phục được cái lò gàng của nó. Khôi phục cái lò gàng này mình có ké được gì không. Hay là chỉ là mở mỗi thành tựu thôi. Không có nâng cấp gì à. Yếu như vậy sao tôi đánh boss được. Nhiệm vụ thứ hai của mình là đánh bại cái thằng người khổng lồ nè. Thôi xong rồi anh em ơi. Con game này là mỗi lần thua thì chúng ta không có mạnh hơn. Bắt đầu lại từ đầu thôi. Nói chung là vẫn cần cái kỹ năng là trên hết. Thứ mà tôi là không có. Cái kiểu dục phải này có bộ ngon à. Chào vị vua của tôi. Danh 50. Một lưỡi dao khi nó hạ gục.
gốc kết cao một làm sao ta? Thấy khác biệt cái đó. Bỏ tiền nãy hình như vẫn còn hả? À nó sẽ dội ra đánh lan một con địch đó. Cái khiêu này chả tác dụng gì để đánh boss luôn. Gì đây? Cái chiêu xét của mình có thể tuôn thêm mượn địch trong 2 giây nữa. Hit dam cộng 10%. Hit dam 10% thì quá thấp luôn á. Tạo hình cái mà đốm lửa nữa, cái sáng chia truyền cho những quân địch nó gần. Nó chỉ gây thêm 10% bay đam thôi. Lấy tôi đi, lấy tôi mình có thể cần vô nhiều thứ hơn. Ấy da. Dừng đồng kích tay. Rồi khỏi giới thiệu nó. Yes. Xin đọc trong một phút. Dạ. Còn 4 giây cuối mình xài được cái kill đó 1 lần nữa. Mấy cái thử thách này là bắt buộc mình phải đánh rồi. Bên trái có đường, đường bên phải nó kéo dài, nó là đường boss chắc rồi. Đường này chả có gì chứ anh. Cái gì đây? Đây. What? 1101132971617. What did you say? Nó không phải ngôn ngữ đồ người thôi, nhưng mà nó vẫn nói là số mà. Có người nào không đọc số đâu. 1.4, 1.9. Thôi dài quá không đọc đâu. Rồi ok. Thằng này là chắc lập trình viên rồi, chắc thằng dev á. Nó mới dùng cái ngôn ngữ mà số học vậy thôi. Cái này chắc OS, OS, OS. 121 là chữ OS, 97 là chữ O. O. Ít ca bui, ít ca bui. Sau. Tôi nghĩ là mấy cái con số nãy thực sự có ý nghĩa thôi, chứ không phải là con số nó không. Anh em nào có thời gian thì cứ làm ra cái bộ kim từ điển để tra cứu nó. Rồi, cho con này nó về làng đi. Nói năng gì sau này tính sao.
Mới mất còn máu à? Ai hồi máu bây giờ? Bữa sau mình hồi được máu rồi nè. Không, dũng độc khi mà mình thách. Độc này kéo dài 3 giây. Cái độc này nó có gây đam không? Hay là ngoài cái độc này nó còn gì đó? Tăng thêm đam khi giết quân địch. Vừa trăm đam, cái này đánh boss không có tác dụng. Cái này càng đánh càng mạnh, nó kéo dài 1 giây hả? Cái này màu vàng mà cái này màu xanh lá. Cái màu vàng này có phải là cấp độ không? Cái này nó giết địch xong mà nó tăng có 10% mà có 5 giây à. Lấy độc đi. Độc để gì mình đát mình dậy thì còn để lại bãi được. Nè. Bông hoa cỏ này nó tương tác được không? Mình đặt cái bông ở đây đúng đẹp luôn. Ủa? Gì trên này đi đâu? À trên này chỉ là một cái đuôi bình thường thôi. Mình có 165. River Gadiot làm sao đó? Khi địch đầy máu thì gây thêm 10% đau, khá là cùi. Quái là gì có tiền thì mua đi. HP cộng 4. Máu lên được 20 rồi. Rồi ok, chúng ta bên boss. Tôi không nghĩ là đánh nổi boss đâu. Boss đầu hình như gây nấm à. Boss đầu có thể qua, còn boss thứ hai thì tôi chịu rồi. Anh đây mang nấm không? Ủa? Trời, nó nhảy kìa. Trời, né gì mà dính chứ. Ê, lăn lộn quên. Mất 7 máu trời. Nói chung con đầu mất máu không sao, tại chứ sao mình cũng có hồi máu à. Boss này mới thấy lần đầu. Làm gì là khá lắm mà. Tự an ủi bản thân đi. Đỡ hơn nãy còn 2 máu. Đi đường dài trước, đường ngắn đi sau. Cái hồi báo đây. Quá rồi, nó trâu quá rồi. Mất máu nhiều rồi đó nha.
Còn nữa hả? À nó bể hả? Đâu nữa? Thêm một cái mũi tên nó bắn ra ngoài sau là sao? Bắn ở hướng sau lưng. Cái này thì chia ba, bắn ra hai bên trái phải, ra hai bên gặp. Cái này bắn ra sau lưng. Đây đây. Cái này đâm xuyên thấu 50%. Đâm xuyên là chắc cái đâm dội như nãy của mình. Từ đây ở đây đi dưới thôi, đường trên thì có cục này. Nhưng mà đường trên có cục hơi máu nha. Đại giá đau nha. Chết đấy. Nguyên si đã âm nhận rồi nó. Bút kéo dài 3 giây. Có khả năng mà một hit là giết nó luôn 1% à. Cái này đi, cái này màu vàng, màu đỏ. I see you have the souls of the knights. Even in death, my knights, are you sure? I am certain, my king. Chết rồi, chết luôn. Some of their blessings, you would do well to note. Quy hoặc E để tiêu thụ cái này. Rồi ơi, cái này là khi xài một lần thấy gì? Không xài được nhiều lần, mình bất tử trong vòng 3 giây. Bao lâu hồi chiêu? Ủa không hỏi nữa hả? Thôi rồi. Chỉ đâu phải kiếm cái chỗ cầu nguyện thì nó mới mà gian lại hay gì á. Chào anh gian. Hàng gì con nghéo không? Hai trăm đi tí nữa quay lại mua thiếu quan 34. Em này đây, em này là vừa hên vừa xui. Còn ra gì thì như nãy thôi, dễ hơn 10% nhưng mà tài nguyên nó cũng ít hơn 10%. Đó hỏi được cái quy nè. Chỗ này là ngõ cục. Thì chỉ còn đường đi xuống phía nam thôi. Chẳng nó chém như da xuôi á. Có cái tượng thần này là nó tăng tiến được sức mạnh mình à. Không có như ba cái cầu nguyện vớ vẩn kìa. Ừ.
Chưa hết à. Cái sấm sét trừ 1 giây của bắp mức sấm sét còn 40 đam. Gift đam còn 10%. Cái nào cũng khui hết. Lần cái phiêu đánh tay ngon hơn. B 238 đủ rồi đó. Vậy là cái đường này đi lên boss chắc rồi. Bên boss luôn, không cần hồi máu đâu. Tự tin chấp luôn á. Ủa chưa boss nữa. Chả có gì à. I'm here. Thực ra là tôi cố ý mất 2 máu chỗ này để cho nó tròn 16 máu rồi đi mua cái 4 máu. Chứ lẽ mấy con tôm tép nó mà đánh được thôi. Rồi. Có xếp game không anh ơi? Trời ạ, mình lấy đây. Còn boss 1 thì có thể thay đổi nhưng boss 2 vẫn cố định. Đánh nó dội qua được 2 cái chân cũng đỡ. Nó góp vào cái hộp gì kìa. Ây da. Chết luôn. Tự nhiên nó giật máu kinh vãi. Có mở được cái gì nữa không? Cái ách này, này là làm sao? Bốn sáu chín trên 50 là sao ta? Chết hoài. Mẹ con nó về nè. Vì vui vì khổ như con dòi vậy á. Lính lát đâu không có kỵ sĩ chiến binh gì đâu mà bắt thằng vua đi lăn lóc. Nó nói là tối nay có sự kiện Steam Next Fest.
nhân khôi phục cái quê, mà cái làng quê của mình với bà một thanh kiếm nữa. Đúng rồi, tôi nghĩ là đánh cái con người khổng lồ xong thì nó sẽ unlock được cái ô thứ hai thôi. Có cái này để là nâng cấp và xây dựng mấy cái này vui để nâng cấp đây. Trời ơi, nãy giờ nó củ hành mình để mình làm cái này. Tối nay có sự kiện sẽ tên đến phép, anh em nhớ vô mà chơi. 50 vàng, vàng mình nhiều lắm. Cái lò vàng đang lên bậc 2 hả? Rồi bắt cái cu ly nó đi làm level 1 thì chắc là nâng 4 cái thì nó sẽ lên level 2 á. Đây tiền nhiều lắm đây, nãy giờ tôi ăn hành rất là nhiều. Nhưng mà nâng mấy cái này thì có được cái gì không? Phải có lợi ích người ta mới làm chứ. Đủ nó chỉ xây cho đẹp thôi nha. Tôi không muốn là nó chỉ như vậy được. Phải giống giáo hội của bầy cừu á. Nâng đường xá lên, quy hoạch lộ, phân lô bán nền. Bán gì không? Đây, trời ơi, giờ nó mới bán đâm. Bigot. Phán. Đâm cơ bản nên có một à. Ôi vãi, tốc độ đánh lên 0.1. Tiền đâu mà ăn đi coi á, mà nãy nó còn xây ống nước nữa chả thấy dụng gì hết. Đang lên được 51, nâng lòi phèo luôn. Này là hỏi về cốt truyện đó thôi. Đừng phát nữa, không đủ tiền để nâng 52 đam nữa, chỉ có 51 đam không, nên nâng tốc độ đánh lên 1%, kích đam lên được là 1/1000. Trời ơi, cuộc đời nó khó khăn. Thôi đi chiến nữa thì được rồi. Cho đánh tài nó gì tới 120 đam nữa anh em. Gì rồi, đồ đảo tay dài đánh ngọn nổi nữa kêu tay ngắn. Vậy là mấy cái thử thách nãy để đem tiền về nâng sức mạnh tương lai thôi. Rồi không có đồ nâng luôn. Đứng cái thục chỉ gớt được có 2 đồng. Né không kịp đó. Vị vua này gánh cả phương triều trên tay. Đi Oppo, trên có đường, dưới cũng có đường. Vậy mà vẫn chích tam hay sao? Xây 6 cái lưỡi đao xung quanh mình. Tịch yếu máu thì 20 nhâm đam.
Ở thứ này đấy. Đâu? Rồi phải xài kiêu quy. Là nó giống cái kiêu con sát nãy. Này kiêu chủ động ha. Đến đâu bị động mà được gì thì quá bá rồi. Em này không có cái gì mới đâu. Ủa? Hồi nãy nó kêu mình nhấn gì chữ B phải không? Matthew cộng 2 xong rồi cái mà yếu đuối của mình là Matthew trừ 4 lũ đạn con game. Nó khốn nạn. Cộng 2 trừ 4. Thôi, chiến này xui quá rồi. Đi, mấy cái lưỡi đao này DPS cao à. Ê, cái gì đây? Gây đam khi mà nó nổ xuống thì sẽ tạo một cái dòng gây đam kéo dài trong dây. À, nó tạo cái dòng khác luôn kìa. Không gây tôn mà được gì cũng được. Nhưng mà chơi cái này thì nó vô boss nó có tính không ta? Nó lấy tôn 2 giây nữa. Nó tôn này nó sẽ đứng trong cái dòng đó luôn thì kể ra cũng ngon. Tại vì chưa gì boss rồi em cóc. Lạm phát à. Cái 200 này nó ngon hơn cái 500 đó. Cái 500 này là 1% cho mỗi một cái bị mất à. Ủa cái này là tính đam của mình hay là cái máu của mình hay máu của nó? Tính máu của mình thì giữ cái này ngon lắm nha. Đó, cái này cái trên này nếu tính máu quân địch thì nó ghi máu quân địch rồi, còn cái này tính máu mình. Cái này cũng được, ngon. 500 tiền nuôi gao quên hết. Rồi đấy, bắt buộc phải đánh boss rồi. Mình chưa có nâng cấp được cái nào vô cái khiêu đánh tay mình chứ. Cái đánh tay thì nó quan trọng hơn cái xài kêu. Cái xài kêu nó tốn thời gian lắm. Mình không có kêu đánh lan, mình đánh con này đúng cực luôn. DPS của cái chiêu quy nó rất là mạnh nha. Với điều kiện là mình phải đứng gần nó được. Còn đứng xa quá thì không tác dụng gì. Để trái nãy đi bên phải rồi. Chửi giờ mất 2 máu, 4 máu luôn. Cho đứng yên luôn như trời. Thank you.
chỉ còn đường đi lên thôi. Cứ thử, có tiền cứ thử thôi. Trời, lăn dữ mà vẫn dính đau đó. Hai máu. Không có phiêu đánh tay mà nó lan ra để dụng quái. Bế tạm này được không? Rồi lao thẳng những cái đạp thôi. Cái gì? Nó toàn năng khiếu không á. Không có năng nào năng đánh tay hết. Trong khi cái đánh tay mình là gây 90% đam á. Chiêu quy này DPS rất là ngon. Rồi lại năng kill nữa. Thì dây đây. Có một dây không thấm nhiều chứ. Máu thì mất hai hộp. Đạn đó. Boss rồi. Ây da, à nó cản dưới thì nó không có lên được.
còn một máu thôi. Một máu bắt buộc phải uống nước rồi. Tại vì không uống nước thì mình cũng chết rồi. Xong mình đi xuống đường này, cửa trái coi có cái gì cái này. Hy vọng là cái hiệu nâng cấp được đến tay. Không có kiểu đánh lan nổi chứ. Trời ơi, giờ mới có cơ hội đọc ra game 10. Tốc độ di chuyển 3% mà cũng đưa vô đây làm cái gì đó. Kệ, tăng tí độc cũng được. Rồi bị ăn hành con boss khổng lồ xong rồi tôi nghĩ là. Ai. Bây giờ chạy xong rồi kịp. À, nó xảy khiêu đó phải chạy ra ngoài, nãy mình bị cái đó. Rồi vậy đi. Rồi để đi. Rồi anh cám. Rồi khéo. Cái cú. Cái siêu vi nãy bật sai thời điểm quá. Rồi nâng được cái này rồi. Nâng được cái nữa. Thôi. Nay chơi đến đây thôi. Cái cú nghiệp này quá. Game yêu cầu kỹ năng là tôi không có thể chơi nổi. Yeah, cá rồi. Sau này nét kêu là dễ nhảy rồi. Phán đoán mình huống được. Đặt đi, hãy đặt đi. Ăn cơm bách. Người cui ba thằng đó. Thì chắc người mới mở được mấy cái tượng này. Cái này xây lên nó cũng không biết có ích lợi gì không. Không ích lợi thì đi nâng kia không có nghĩa. Giờ mới lên được một đam nữa, 52 đam nè. Game này nó bắt mình cài là học máu mòm luôn. Tốc độ đánh lên được 2% nữa. Thôi dẹp đi. Đi xây cái nữa nghỉ. Xây coi xì gió đi. Có thóc cho gà nữa. Tùy theo cái vườn cây hay là cái dọc tròn hoa thật. Dọc tròn ấy. Nâng do cái này giao diện nó đẹp lên tí. Rồi. Ok. Lại đến đây thôi. Chắc phải đánh xong con boss á. Chữ O web nè. Đánh xong con boss á. Rồi xong rồi nâng cái dương chiều lên 2.
mình mới có thể unlock được mấy nhân vật này. Còn hiện tại thì trình độ tôi nó kém quá nên tới đây thôi. Đam nó dao động nha, 52, 57, 62 rồi đủ chứ. Nên có cộng 1 đam thì không bằng cái nhân vật. Ông nào lồng tiếng cho con gà mà đầy đủ âm sắc cái danh vậy. Rồi, ok bye bye anh em. Hôm nào thì có thể chơi tiếp game này.